vé số là việc đôi khi người ta vẫn làm để thử vận may của mình. Tuy nhiên, không nhiều người có niềm tin rằng mình sẽ trúng giải lớn. Bởi vậy, họ đã vứt tấm vé số trị giá cả 100 triệu đồng vào thùng rác như trong câu chuyện dưới đây. Theo một trang mạng xã hội của người Long An, chuyện thật tưởng như đùa này xảy ra vào ngày 1 tháng 3 tại khu phố 3 Thạnh Hóa. Được biết, một người tại đây mua vé số thử vận may, nhưng sau khi dò số, thấy số đầu tiên không trúng nên đã vứt toàn bộ 12 tờ vé số vào thùng rác. Sau đó khi được người bán vé số hỏi thăm, người này mới biết rằng mình đã trúng giải nhì trị giá 180 triệu đồng. Vậy là bà con trong xóm đã được huy động tìm những tờ vé số bị vứt đi đó. Họ chung tay bới hết các thùng rác và cuối cùng cũng tìm được đủ 12 tờ vé số. Trong đó tất nhiên là có tờ vé số trúng giải lớn. Đây có lẽ sẽ là một trải nghiệm hú hồn với người mua vé số và là một kỷ niệm vui đáng nhớ với bà con trong xóm. Chuyện về 12 tấm vé số với trị giá 180 triệu đồng bị vứt vào thùng rác nhưng lại tìm được đã khiến cư dân mạng bàn tán xôn xao. Nhiều người cảm thấy chủ nhân của những tấm vé số này không chỉ may mắn vì trúng số mà còn có được những người hàng xóm tốt bụng sẵn sàng lục thùng rác suốt cả một buổi tối để tìm kiếm giúp.